Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là nội dung chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Hôm nay thứ ba ngày 28 tháng 5, chương trình có những nội dung đáng chú ý. Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam thăm và làm việc với Trung tâm Phát triển Sâm Ngọc Linh và Dược liệu Quảng Nam tại huyện Nam Trà My. Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam thảo luận về dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi. Hội đồng Nhân dân tỉnh làm việc với thành phố Hội An về tình hình quản lý đầu tư các dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài. Tuổi trẻ cảnh sát biển trong tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo. Thưa quý vị, sáng nay đoàn công tác của tỉnh ủy do đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Trung tâm Phát triển Sâm Ngọc Linh và Dược liệu Quảng Nam tại huyện vùng cao Nam Trà My. Trung tâm Phát triển Sâm Ngọc Linh và Dược liệu hiện đang quản lý chăm sóc khoảng 262.000 cây sâm ngọc linh nhiều năm tuổi tại trạm Dược liệu Trà Linh. Đây là vườn sâm ngọc linh giống gốc để phục vụ công tác bảo tồn và phát triển nguồn cây giống cung ứng cho nhân dân và doanh nghiệp theo chủ trương định hướng của tỉnh Quảng Nam. Từ năm 2016 đến nay, Trung tâm Phát triển Sâm Ngọc Linh và Dược liệu Quảng Nam đã sản xuất hơn 391.000 cây giống một năm tuổi đạt tiêu chuẩn xuất vườn. Nhằm phát triển cây sâm ngọc linh và các loại cây dược liệu quý khác theo định hướng phát triển chương trình sâm Việt Nam được Thủ tướng phê duyệt, Trung tâm Phát triển Sâm Ngọc Linh và Dược liệu kiến nghị cần xây dựng các cơ chế tiếp tục thu hút nhà đầu tư có năng lực mạnh về tài chính, đầu tư phát triển các cơ sở chế biến sâm gắn với vùng nguyên liệu theo hướng hiện đại, ưu tiên đầu tư các nhà máy sản xuất sản phẩm từ sâm, nâng cao tỷ lệ các doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn chất lượng GMP WHO, thiết lập hệ thống truy xuất nguồn gốc, đảm bảo các sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, hỗ trợ xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ các sản phẩm từ sâm. Nhiều kiến nghị khác liên quan đến bổ sung nguồn vốn sự nghiệp kinh tế để hỗ trợ giống cho người dân phát triển theo kế hoạch vốn của nghị quyết số 09. Công tác bảo vệ vườn sâm giống, sản xuất cây giống được Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết ghi nhận và chỉ đạo giải quyết ngay tại buổi làm việc. Vào chiều nay, đoàn công tác của Tỉnh ủy do đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam làm trưởng đoàn tiếp tục có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Trà My về các nội dung liên quan đến việc phát triển vùng dược liệu và cây sâm ngọc linh. Trong những năm qua, Ủy ban Nhân dân huyện Nam Trà My tập trung ưu tiên phát triển các cây dược liệu quý như quế Trà My, đặng sâm, thất diệp nhất, chi hoa, chè dây và đặc biệt là sâm ngọc linh, tạo nên sự đa dạng về vùng nguyên liệu để cung cấp cho thị trường. Trên địa bàn huyện có trên 2.000 hộ dân tham gia trồng sâm ngọc linh và cây dược liệu với quy mô tăng bình quân mỗi năm từ 60 đến 70 ha. Đối với cây sâm ngọc linh, đang tập trung triển khai trồng tại 7 xã thuộc vùng quy hoạch. Bên cạnh đó, nhờ có cơ chế chính sách hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, đến nay đã thu hút 18 doanh nghiệp đăng ký trồng sâm ngọc linh và dược liệu dưới tán rừng với diện tích đăng ký hơn 341,7 ha. Trong năm 2023, bên cạnh cây sâm ngọc linh, huyện Nam Trà My chỉ đạo các địa phương tập trung phát triển trồng mới 94 ha cây dược liệu các loại. Để thực hiện tốt công tác bảo tồn và phát triển cây dược liệu, đặc biệt là sâm ngọc linh, huyện Nam Trà My kiến nghị Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh về nguồn lực để địa phương triển khai hạ tầng vùng dược liệu và sản phẩm quốc gia sâm ngọc linh. Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng và đất lâm nghiệp sang mục đích khác để tiếp tục thực hiện công trình đường giao thông đến vùng phát triển sâm ngọc linh, tuyến đường Mang Lùng, Đắc Lê, huyện Nam Trà My. Vấn nạn giả sâm ngọc linh cũng đang diễn biến phức tạp, cần có những giải pháp hữu hiệu để ngăn chặn tình trạng này. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15, chiều qua Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi. Đồng chí Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam cùng các đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam tham dự phiên họp. Tham gia phát biểu tại buổi thảo luận, đại biểu Phan Thái Bình cho rằng trong thời gian qua, tình trạng doanh nghiệp cố tình trốn đóng, chậm đóng bảo hiểm diễn ra tương đối nhiều. Tuy nhiên, theo quy định, ngoài số tiền chậm đóng, trốn đóng, thì đối tượng chậm đóng, trốn đóng cần nộp thêm số tiền bằng 0,03% theo ngày tính theo số tiền chậm đóng, trốn đóng. Mức quy định này còn thấp, chưa đủ tính răn đe. Nhằm bao phủ các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội đúng theo tinh thần nghị quyết 28 của Ban Chấp hành Trung ương, đại biểu Đặng Thị Bảo Trinh,
đề nghị xem xét chính sách hỗ trợ của nhà nước không chỉ đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, mà còn hỗ trợ đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc trong một số trường hợp nhất định. Ngoài ra, theo quy định, mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi, người lao động bị giảm 2% là quá cao, chưa đảm bảo, chưa bảo vệ được quyền lợi cho người lao động. Tại phiên họp, nhiều đại biểu góp ý cả về nội dung pháp lý và kỹ thuật lập pháp, và cũng có nhiều đại biểu không chỉ góp ý hoàn chỉnh dự thảo luật mà còn góp ý nhiều ý kiến thiết thực để hoàn thiện đồng bộ các chính sách pháp luật có liên quan. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Công Thanh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và đoàn công tác có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An về tình hình quản lý đầu tư các dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA, vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài và công tác quyết toán các dự án đầu tư công giai đoạn 2020-2023. Thành phố Hội An cho biết giai đoạn 2020-2023, trên địa bàn thành phố có một dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA, viện trợ không hoàn lại, do Cục Năng lượng Hàn Quốc tài trợ. Dự án này chủ yếu triển khai thí điểm chiếu sáng đường phố thông minh với tổng kinh phí khoảng 3,7 tỷ đồng. Ngân sách đối ứng của thành phố Hội An hơn 741,3 tỷ đồng. Trong giai đoạn này, thành phố cũng đã hoàn thành 11 dự án đầu tư công do Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư và hoàn tất 8 dự án với nguồn vốn phê duyệt hơn 526,4 tỷ đồng. Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An tập trung chỉ đạo các chủ đầu tư, đôn đốc kiểm tra giám sát các nhà thầu trong việc chấp hành quy định về nghiệm thu, lập hồ sơ thanh toán khối lượng hoàn thành, lập hồ sơ quyết toán hợp đồng và quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành theo đúng quy định hiện hành. Đoàn giám sát Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị thành phố Hội An nâng cao chất lượng vốn vay, đề xuất các phương án triển khai hiệu quả, tiến độ thực hiện, phân bổ nguồn vốn hiệu quả kinh tế sau đầu tư, đặc biệt các dự án lớn sẽ tiếp tục triển khai tại Hội An như kè biển, các công trình bảo vệ sông, các dự án bảo tồn trùng tu di tích cổ, xây dựng thành phố thông minh và các công trình công cộng khác giai đoạn 2025-2030. Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Anh Tuấn có buổi làm việc với huyện Bắc Trà My để nghe báo cáo kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện. Cùng tham dự buổi làm việc có lãnh đạo các sở ngành liên quan. Theo báo cáo của huyện Bắc Trà My, tổng các nguồn vốn hỗ trợ thực hiện của các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024, bao gồm cả vốn năm 2022-2023 kéo dài là trên 492 tỷ đồng. Trong vốn hỗ trợ chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là trên 200 tỷ, vốn hỗ trợ chương trình giảm nghèo bền vững là trên 270 tỷ và vốn hỗ trợ chương trình nông thôn mới là trên 20 tỷ đồng. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Anh Tuấn yêu cầu huyện Bắc Trà My tập trung phân bổ nguồn vốn, ưu tiên việc quyết toán các công trình đã hoàn thiện để giải ngân. Phấn đấu đến ngày 30 tháng 6 2024 phải hoàn thiện việc giải ngân nguồn vốn từ năm 2022 kéo dài sang và đến ngày 30 tháng 8 phải hoàn thành giải ngân nguồn vốn từ năm 2023 kéo dài sang. Thì chúng ta tập trung cho cái việc trước hết đối với cái việc đó là ưu tiên cho việc đó là hoàn thành hồ sơ, mở bỏ số công trình. Đây là vấn đề ưu tiên số 1. Bởi vì có hoàn thành hồ sơ muốn mở số công trình mới tổ chức thi công được, tiền mới chúng ta mới tiêu thực được. Cái thứ hai, chúng ta ưu tiên cho cái việc là quyết toán hoàn thành. Đồng chí Trần Anh Tuấn cũng yêu cầu Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Trà My tổ chức ký cam kết với các đơn vị chủ đầu tư về việc đảm bảo hoàn thành kế hoạch giải ngân các chương trình mục tiêu quốc gia trong năm 2024, tuyệt đối không để mất vốn. Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Anh Tuấn có buổi làm việc với huyện Quế Sơn để nghe báo cáo kết quả thực hiện tiến độ hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân huyện Quế Sơn, hiện trên địa bàn huyện có 7 trên 11 xã được công nhận xã nông thôn mới, đạt tỷ lệ 63,6%. Về kết quả thực hiện các tiêu chí huyện nông thôn mới, đến nay huyện mới chỉ đạt được 5 trên 9 tiêu chí. Các tiêu chí chưa đạt chuẩn là tiêu chí chất lượng môi trường sống, tiêu chí về môi trường, tiêu chí y tế văn hóa, giáo dục và tiêu chí giao thông. Theo kế hoạch, huyện Quế Sơn phấn đấu về đích nông thôn mới vào năm 2025. Tuy nhiên, việc thực hiện đang gặp nhiều khó khăn vướng mắc như nguồn vốn hỗ trợ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 chưa đảm bảo thực hiện các mục tiêu trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, tiến độ lập hồ sơ dự toán, thiết kế, thẩm định, mở mã số, giải ngân, thanh quyết toán dự án hoàn thành còn chậm so với thời gian quy định.
kết quả giảm nghèo chưa bền vững, mặc dù số lượng hộ nghèo toàn huyện có giảm nhưng lại rơi vào hộ cận nghèo. Chất lượng cuộc sống của nhóm hộ thoát nghèo, cận nghèo còn ở mức thấp, chưa đảm bảo bền vững. Các hộ thoát nghèo thực chất chỉ vượt qua ngưỡng chuẩn nghèo, cuộc sống còn khó khăn. Chiều nay, đoàn giám sát Hội đồng Nhân dân tỉnh có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân thị xã Điện Bàn về tình hình thực hiện công tác quyết toán các dự án đầu tư công thuộc cấp tỉnh quản lý giai đoạn 2020-2023. Ủy ban Nhân dân thị xã Điện Bàn cho biết, giai đoạn 2020-2023, thị xã Điện Bàn có 17 dự án được phê duyệt quyết toán với tổng nguồn vốn 356,7 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách tỉnh gần 273 tỷ đồng và nguồn đối ứng của thị xã hơn 83,7 tỷ đồng. Trong quá trình triển khai dự án, thị xã Điện Bàn còn gặp nhiều khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, chưa xây dựng được phương án cụ thể nên công tác giải ngân chậm, ảnh hưởng đến tiến độ các dự án. Đoàn giám sát Hội đồng Nhân dân tỉnh cho rằng công tác báo cáo của thị xã Điện Bàn chưa đạt yêu cầu của đoàn giám sát đề ra, đề nghị thị xã kết nối với các sở ngành liên quan, làm rõ những nội dung còn thiếu để tổng hợp và báo cáo Hội đồng Nhân dân tỉnh đầy đủ trong kỳ giám sát tiếp theo. Đặc biệt, thị xã Điện Bàn tập trung đẩy nhanh công tác giải ngân các dự án lớn có ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội, an sinh cho người dân vùng dự án. Sáng nay, trường Trung học phổ thông Sào Nam huyện Duy Xuyên tổ chức lễ bế giảng và tuyên dương khen thưởng năm học 2023-2024. Năm học 2023-2024 là năm học tiếp tục thực hiện nghị quyết số 29 của Ban chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Toàn trường có 1.014 học sinh, có 713 học sinh xếp loại học lực khá giỏi, chiếm tỷ lệ 70,3%, 996 học sinh xếp loại hạnh kiểm khá tốt, chiếm tỷ lệ 98,2%. Tại buổi lễ, Ủy ban Nhân dân huyện Duy Xuyên tặng giấy khen cho trường Trung học phổ thông Sào Nam đạt thành tích nhất toàn đoàn kỳ thi học sinh giỏi khối 12 cấp tỉnh năm học 2023-2024. Dịp này có 443 học sinh được tuyên dương khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong năm học qua. Hôm nay, đại biểu lãnh đạo thành phố Hội An cùng các thế hệ thầy cô giáo và hơn 1.000 học sinh trường Trung học cơ sở Nguyễn Bỉnh Khiêm thành phố Hội An long trọng tổ chức lễ khánh thành tượng đài danh nhân văn hóa Nguyễn Bỉnh Khiêm 1491-1585. Tượng cao 1m45 tạc bằng đá non nước được đặt trên bệ đá cao 1,6m, khắc họa hình ảnh một nhà thơ, nhà văn, thầy giáo, nhà triết học, nhà dự báo Nguyễn Bỉnh Khiêm, một danh nhân văn hóa như cây đại thụ bám trùm cả thế kỷ 16. Tự hào là học sinh trường Trung học cơ sở mang tên Trạng Trình, năm học 2023-2024, toàn trường có 99,9% học sinh xếp loại hạnh kiểm khá tốt, 569 học sinh xếp loại giỏi, trong đó có 146 em học sinh xuất sắc, học sinh lên lớp thẳng đạt 99,9%. Thưa quý vị, nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ tuyên truyền viên và bồi đắp trách nhiệm cống hiến của tuổi trẻ cảnh sát biển trong tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, sáng nay, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 tổ chức hội thi tuyên truyền viên trẻ năm 2024. Dự và chỉ đạo hội thi có Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các đơn vị kết nghĩa trên địa bàn, ghi nhận của phóng viên thời sự tại hội thi. Với chủ đề Quân đội anh hùng, quốc phòng vững mạnh, 7 đội thi với hơn 100 thí sinh đại diện cho gần 400 đoàn viên thanh niên trong toàn Bộ Tư lệnh Vùng và các đơn vị kết nghĩa đã mang đến các phần thi tuyên truyền đầy ý nghĩa thuyết phục, phản ánh sâu sắc truyền thống 80 năm hào hùng, vẻ vang, kết quả xây dựng chiến đấu và trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam Anh Hùng, trách nhiệm của tuổi trẻ về tiếp nối, phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ trong học tập, lao động, công tác, xây dựng Cảnh sát biển Việt Nam, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Thông qua cuộc thi ngày hôm nay thì bản thân em cảm thấy là mình có thể hiểu biết thêm được về truyền thống, vẻ vang của quân đội ta, và hiểu biết thêm về chủ quyền, quyền tái phán quốc gia trên biển. Từ đó thì góp phần tích cực trong đấu tranh bảo vệ đất nước. Thông qua hội thi lần này, chúng tôi muốn gửi tới thông điệp cán bộ chiến sĩ của lực lượng cảnh sát biển Việt Nam nói chung, của lực lượng đoàn viên nói riêng, luôn sẽ tích cực trong mọi hoạt động và luôn là xứng đáng là lực lượng thanh niên đi đầu trong mọi hoạt động của đơn vị. Theo đánh giá của ban tổ chức, các đội thi đã mang đến nội dung tuyên truyền đa dạng, phong phú, phản ánh sát thực với điều kiện, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị,
tâm lý của tuổi trẻ và mang tính thời sự sâu sắc. Đặc biệt, các đội đã có sự phối hợp với các đơn vị kết nghĩa, làm sinh động nội dung, hình thức, trao đổi kinh nghiệm, cách làm hay sáng tạo hiệu quả trong thực hiện hoạt động tuyên truyền. Thông qua hội thi, tạo sân chơi, điều kiện để đội ngũ cán bộ đoàn viên được bồi dưỡng, giao lưu, chia sẻ và học tập kinh nghiệm, nâng cao trình độ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Hội thi tuyên truyền viên trẻ do Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 tổ chức, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ đơn vị trong tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Thưa quý vị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Quang Bửu vừa ký công văn gửi các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện hiệu quả về việc triển khai hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh đẩy mạnh thực hiện hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thanh toán của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam cũng vừa ban hành danh mục dự án thu hút đầu tư, ưu tiên thu hút đầu tư vào tỉnh Quảng Nam năm 2024-2025. Theo đó, tổng số dự án mà tỉnh Quảng Nam ưu tiên thu hút đầu tư trong giai đoạn này là 233 dự án, trong đó có nhiều dự án khá lớn về quy mô sử dụng đất. Trong danh mục này, Quảng Nam dành quỹ đất lớn để thu hút đầu tư các nhà đầu tư tham gia đầu tư vào loạt dự án hạ tầng khu công nghiệp như dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Nam Thăng Bình tại huyện Thăng Bình, diện tích 655 ha, với mục tiêu đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp theo loại hình khu công nghiệp sinh thái, định hướng thu hút ngành nghề đầu tư vào khu công nghiệp theo quy định của khu công nghiệp sinh thái, nhóm ngành nghề mang tính chất cộng sinh, giảm thiểu phát thải, sản xuất sản phẩm có hàm lượng công nghệ kỹ thuật, giá trị gia tăng cao, nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế môi trường xã hội. Dự án đầu tư và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp đô thị, dịch vụ Điện Tiến 400 ha tại xã Điện Tiến, thị xã Điện Bàn, với mục tiêu xây dựng khu công nghiệp đô thị dịch vụ Điện Tiến với hệ thống hạ tầng đồng bộ, đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của các nhà đầu tư thứ cấp, đảm bảo phát triển bền vững, phù hợp với định hướng phát triển cụm công nghiệp của thị xã nói riêng và tỉnh Quảng Nam nói chung. Quảng Nam hiện đang thúc đẩy các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là các nhóm doanh nghiệp chủ lực như chế tạo, bất động sản, du lịch. Để tiếp sức hỗ trợ doanh nghiệp, từ đầu năm, Cục Thuế tỉnh Quảng Nam đã đề xuất phương án giảm thuế tiền thuê đất để hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp. Cụ thể, đơn vị này đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam có kiến nghị một số giải pháp với chính phủ như tiếp tục chính sách gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất năm 2024, tiếp tục chính sách giảm thuế suất giá trị gia tăng một số nhóm mặt hàng có thuế suất 10% từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 đến hết năm 2024. Cho đến thời điểm hiện tại, hoạt động sản xuất kinh doanh của đa số doanh nghiệp tại Quảng Nam vẫn chưa phục hồi hoàn toàn. Ngoài ra, một phương án khác là giảm 30% tiền thuê đất năm 2024 đối với hình thức thuê đất trả tiền hàng năm, sửa đổi quy định về hoàn thuế giá trị gia tăng, dự án đầu tư theo hướng tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp thực hiện, cùng với đó là tiếp tục thực hiện chính sách gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt và giảm mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước vì chính sách này đem lại hiệu quả trong các năm trước đó. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam vừa ban hành công văn cho ý kiến về việc điều chỉnh bổ sung chủ trương đầu tư dự án bảo tồn kiểm định sâm Ngọc Linh. Theo nội dung công văn, Ủy ban Nhân dân tỉnh cho phép Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn lập thủ tục bổ sung hạng mục hàng rào bảo vệ vườn sâm với chiều dài khoảng 900 m thuộc hợp phần 1 của dự án từ nguồn kinh phí tiết kiệm sau đấu thầu và nguồn kinh phí còn lại của dự án. Phần kinh phí điều chỉnh bổ sung đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư đã duyệt. Dự án bảo tồn kiểm định sâm Ngọc Linh thực hiện tại xã Trà Linh, Nam Trà My trên diện tích khoảng 1 ha, chia làm hai hợp phần. Hợp phần 1 đầu tư xây dựng các lối đi trong nội bộ vườn sâm, lối đi giữa các vườn sâm với chiều dài gần 4.000 m, mặt đường rộng 0,6 m và tường chắn đất để chống sạt lở. Hợp phần 2 đầu tư hệ thống trang thiết bị phục vụ công tác kiểm định cây sâm, đào tạo nguồn nhân lực,
phục vụ kiểm định cây sâm và trang thiết bị văn phòng phục vụ sinh hóa phân tích. Dự án có tổng mức đầu tư gần 20 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh, trong đó hợp phần 1 hơn 14,5 tỷ đồng. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Tiếp tục chương trình là những thông tin về tình hình dự báo thời tiết, bản tin do Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Nam cung cấp. Thân ái kính chào tạm biệt. Thành phố Tam Kỳ mây thay đổi, đêm có lúc có mưa rào nhẹ, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 28 đến 36 độ, độ ẩm từ 58 đến 90%, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3. Thành phố Hội An mây thay đổi, đêm có lúc có mưa rào nhẹ, ngày nắng, nhiệt độ từ 28 đến 34 độ, độ ẩm từ 60 đến 90%, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3. Thị xã Điện Bàn mây thay đổi, đêm có lúc có mưa rào nhẹ, ngày nắng nóng nhẹ, nhiệt độ từ 29 đến 35 độ, độ ẩm từ 55 đến 88%, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3. Thị trấn Núi Thành mây thay đổi, đêm có lúc có mưa rào nhẹ, ngày nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 29 đến 37 độ, độ ẩm từ 53 đến 88%, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3. Thị trấn Brau mây thay đổi, đêm nay và chiều mai có lúc có mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày nắng nóng nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, độ ẩm từ 60 đến 98%, gió nhẹ. Thị trấn Thành Mỹ mây thay đổi, đêm nay và chiều mai có lúc có mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ, độ ẩm từ 58 đến 98%, gió nhẹ. Thị trấn Trà My mây thay đổi, đêm nay và chiều mai có lúc có mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ, độ ẩm từ 60 đến 98%, gió nhẹ.